LCK đã, đang và vẫn sẽ thống trị hoàn toàn liên minh, bằng chứng ngay tại chung kết thế giới 2023. Đến năm 2018, các đội LPL mới thực sự được chạm đến vinh quang của chung kết thế giới, mở đầu là chiếc cúp vô địch của Invictus Gaming. Nhưng rõ ràng, ngay cả khi LCK thực sự suy yếu trầm trọng, thì LPL cũng chỉ có 2 năm liên tiếp bảo vệ được danh hiệu là 2018 và 2019, nhưng lại đến từ hai đội khác nhau. Sau khi bị Damwon giành lại cúp vô địch 2020 cho LCK, LPL chỉ có thêm một lần lên ngôi nữa vào năm 2021 với danh hiệu của Epoch Gaming và hết. Tại chung kết thế giới 2022, các đại diện của LPL lần lượt rơi rụng, nhất là thất bại đáng xấu hổ của Top Esports trước GAM khiến họ phải về nước ngay từ vòng bảng. Nhưng tại chung kết thế giới 2023, ngay cả khi JD Gaming, đội được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch lên ngôi, thì LCK vẫn khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối tại giải đấu danh giá nhất của Liên minh. Không chỉ vì số cúp mà LCK đang sở hữu hay vì sự hiện diện của Faker, mà mới đây, người ta đã tìm ra một bằng chứng khác quan trọng không kém. Có 10 nhà vô địch thế giới góp mặt tại chung kết thế giới năm nay, và trong 10 người này, tuyển thủ duy nhất không mang quốc tịch Hàn chính là Crips, hỗ trợ đã lên ngôi vô địch cùng FunPlus Phoenix năm 2019. 10 cái tên này là Faker của T1, Ruler của JD, CoreJJ và PO6 của Team Liquid, The Shy và Crips của Weibo Gaming, Canyon, Showmaker và Dev của DK, cùng Scout của Li Ning. Trong đấy, Faker là tuyển thủ duy nhất từng lên ngôi vô địch cùng SKT năm 2016 và vẫn tiếp tục thi đấu. Tương tự là trường hợp của Scout khi các đồng đội cũ tại Epoch Gaming cùng anh thống trị chung kết thế giới 2021 đều đã phải ở nhà. CoreJJ tuy đã chuyển sang Team Liquid nhưng anh sẽ tái ngộ đàn em Ruler của Samsung Galaxy 2017 tại giải đấu ở Hàn Quốc sắp tới